trong áo mùa xuân bướm bướm bay chậm chờn trên cỏ biên. Hôm nay em lễ chùa niềm vui nào hé mở, nghe đời đẹp như thơ trong lòng tay bé nhỏ. Hôm nay em đi lễ chùa trời vừa dứt cơn trơn trên cỏ biên. Hôm nay em lễ chùa niềm vui nào hé mở, nghe đàn đẹp như thơ trong lòng tay bé nhỏ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh đại đức An Tọa cùng toàn thể đạo tràng chúng ta đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức Giác Ân, trụ trì Quan Âm cổ tự, cùng toàn thể chư đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Dân gian Việt Nam có câu: lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Đêm nay là rằm tháng giêng năm Kỷ Sửu 2009. Quý vị đã trở về rất đông đủ với niềm hân hoan chào đón một năm mới vượt qua những khó khăn về tài chính toàn cầu mà Việt Nam bị ảnh hưởng một cách gián tiếp. Chúng ta đã vừa làm lễ khánh thành tượng Đức Phật nhập Niết Bàn cũng không lâu, và ngày hôm nay lễ hội rất quan trọng với sự tham dự cả mấy ngàn người như thế này. Quý vị lại một lần nữa được chiêm bái tôn tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Đó là một diễn phúc rất lớn, cộng với cái ngày lễ hội dân hóa mang sắc thái của Phật giáo Việt Nam, tôi tin chắc rằng là các giá trị tâm linh, đạo đức và những phước báo mà quý vị mong cầu với những nỗ lực chân chính sẽ đạt được tội nguyện như ý. Kính chúc quý vị một năm mới được an lành, hạnh phúc, và mọi nỗ lực chân chính đều đạt được tội nguyện. Khi có mặt tại ngôi chùa này thì đại đức trụ trì có nói với chúng tôi rằng là gần như là một phần nữa của những người có mặt tại chùa hôm nay đó đã đến viếng Phật, tụng kinh, bái sám nhưng chưa chính thức là Phật tử. Trong nhà có nhiều vị đó có bàn thờ Phật nhưng có người thì cũng chưa có bàn thờ. Muốn tôn thờ thì không biết là thờ như thế nào. Do đó đại đức trụ trì đề nghị chúng tôi dành buổi pháp thoại hôm nay cho phần giải đáp những thắc mắc về việc thờ và cúng Đức Phật và các vị Bồ Tát tại nhà, bên cạnh ta thờ cúng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn tại Quan Âm cổ tự hôm nay. Với lại yêu cầu đó, chúng tôi vô cùng hoan hỷ, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm tu học và những kiến thức Phật học đến với tất cả những câu hỏi do quý vị đặt ra. Kính mời anh cư sĩ thay mặt cho các Phật tử tại chùa điều phối các câu hỏi bằng cách là đọc mời các Phật tử nêu những câu hỏi và chuyển microphone đến. Khi đọc thì quý vị đọc là thật to, đứng lên để cho mọi người cùng nghe. Bây giờ kính mời quý vị đặt câu hỏi.
Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Nhật Từ, kính thưa Thầy Giác Âm, con có một câu hỏi con muốn hỏi Đại Đức rằng: trên có trời, dưới có đất, nên nhân gian thường thờ Thượng Đế và Địa Mẫu. Khi quy Phật thì Phật tử được khuyên không thờ Thượng Đế và Địa Mẫu, tại sao ạ? Chúng tôi trước khi trả lời xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ. Có thể nhiều người chưa quen với khái niệm quy y mà câu hỏi đặt ra. Quy y không có nghĩa là đi tu, không có nghĩa là vào chùa ở, hoặc là ngưng hết tất cả các hoạt động xã hội để trở thành một cái người cư sĩ tu một cách cắt của kiệu. Mà quy á có nghĩa là quay về nương tựa với ba ngôi tâm linh, nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý và đạo đức Đức Phật để lại trong kinh làm thầy, và nhận những vị xuất gia chân chính có giá trị tâm linh làm thầy. Thì thông thường đó, ở các chùa khi chúng ta làm lễ quy y, tức là chính thức thừa nhận mình là một Phật tử, thường vào những ngày rằm lớn như là tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười, chúng ta được khuyên rằng là không nên thờ Thượng Đế và Địa Mẫu nữa, cũng như là các vị thần linh khác. Câu hỏi nêu ra là tại sao có cái yêu cầu như thế? Một số vị khi được yêu cầu có thể nảy sinh trong đầu rằng kể từ khi theo đạo Phật rồi mình bị hạn chế quá, trước đây được tự do thờ nhiều thần linh, với niềm hy vọng mỗi một vị thần trưởng quản các nghề nghiệp và chức năng trong xã hội đó có thể bảo hộ cho hạnh phúc, bình an, gia tài, sự nghiệp, địa vị, công danh. Bây giờ theo Phật rồi mình chỉ còn thờ có một vị không thì có bị thiệt thòi hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Như vậy quý vị có thể đặt ra tiếp, tại sao là không nên mà chỉ là một vị Phật? Câu trả lời theo tinh thần Đức Phật để lại trong kinh: ý niệm về một đấng sáng thế thường được gọi là Chúa Trời hay là Thượng Đế phát xuất từ những cái nhận thức khi ta chưa hiểu rõ được bản chất vận hành của vũ trụ này như thế nào. Nhất là ta không lý giải được tại sao trong vũ trụ lại có những hiện tượng thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, chết chóc và các tai nạn do chính con người tạo ra. Do việc không hiểu cái quy lý vận hành của vũ trụ, rất nhiều người xa xưa nghĩ rằng Thượng Đế và các thần linh cả dặn, do vì chúng ta không biết tôn thờ các ngài cho nên mới bị trừng phạt như thế. Và do đó ý niệm về việc tôn thờ để mong các ngài ban phước và bớt đi cái phần giáng họa đã làm thành cái phong tục tập quán mà lẽ ra nó không nên có. Đức Phật dạy rất rõ là vũ trụ này là không có đấng sáng thế, nó vận hành theo quy luật tự nhiên của nó. Thiên tai và những cái tật ách đó là do khí hậu, do mùa màng, do chúng ta sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, không đủ sức để tái tạo lại chúng trong thời gian chúng ta cần, cho nên nó ảnh hưởng đến sức khỏe, mạng sống của chúng ta. Do vậy để hạn chế những thứ đó, chúng ta phải nỗ lực làm giảm cái sự hâm nóng toàn cầu để đảm bảo được cái tuổi thọ của môi trường sinh thái, của là gián tiếp và trực tiếp đảm bảo được mạng sống và tuổi thọ của con người trên hành tinh và các chủng loại khác. Do đó khi ta hiểu rất rõ rằng là không có đấng sáng thế, không có Thượng Đế, thì dĩ nhiên cái hệ quả kéo theo sau là cũng không có các thần linh quy định phước và họa, hên và xui, tốt và xấu, mà tất cả là do con người chúng ta quyết định qua ý thức hệ, qua lý tưởng, qua tư duy và qua các cách sống thể hiện qua hành động, nghề nghiệp, lời nói, việc làm, giao lưu, ứng xử, v.v.